hai lần là mẹ con của Minh Thu và Cherry An Nhiên. Từ bà Sa bị cưỡng ép đến mẹ đơn thân vật lý trị liệu, bà Sa và Thi trong hương vị tình thân. Bây giờ em đã là người của anh rồi, không sợ bố con thằng nào hết. Con từ từ đã, cẩn thận đau em. Mẹ đơn thân vật lý trị liệu và con gái. Bây giờ mẹ sẽ gửi bông xuống chú bảo vệ. Lát nữa mẹ xong việc, mẹ gọi bố xin cho mẹ con mình đi công viên với nhau. Mẹ ơi! Bông ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Con bị cá. Con có đau không? Con có. Món quà của cha ngay từ khi lên sóng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những nhân vật chính của bộ phim, các vai diễn phụ cũng được chú ý, bởi dù ngắn nhưng cũng góp phần đẩy tình tiết phim lên cao trào. Một nhân vật khiến cho mâu thuẫn vợ chồng Nghĩa và Quyên trở nên gay gắt hơn, hiểu lầm căng thẳng hơn đó chính là cô nhân viên mắt xa vật lý trị liệu do Minh Thu thủ vai. Sự xuất hiện của nữ diễn viên cùng với bé Cherry An Nhiên khiến nhiều khán giả thích thú. Trước khi lên sóng, diễn viên Minh Thu và sao nhí Cherry An Nhiên đã chia sẻ những hình ảnh hậu trường. Từ việc tập thoại đến những khoảng khắc nhà hàng cảnh quay đều nhận được sự quan tâm của dân mạng, rất hóng màn tái hợp của hai mẹ con. Ở những phân đoạn đã được lên sóng, Minh Thu mang một hình tượng khác hẳn với Mai Anh trong phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về. Mái tóc ngắn cá tính, trẻ trung lại được nhiều khán giả dành lời khen. Nhân vật này cũng hiền lành hơn, từng bị phản bội, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dù xuất hiện ít nhưng nữ diễn viên sinh năm 1996 đã làm rất tròn vai, tạo hiệu ứng tốt cho bộ phim. Sao nhí Cherry An Nhiên lần này tái xuất màn ảnh cũng để lại cho khán giả nhiều ấn tượng. So với các bộ phim đấu trí, Thương Ngày Nắng Về, Đừng Là Mẹ Cáu, có thể nói cô bé này đã lớn hơn rất nhiều, ngày càng xinh đẹp và diễn tốt. Cherry cũng đang thay răng, thế nên những phân đoạn cô bé xuất hiện đều khiến khán giả cười tủm tỉm vì quá đáng yêu. Trước khi diễn mẹ con trong phim Món Quà Của Cha, diễn viên Minh Thu và sao nhí Cherry An Nhiên cũng đã từng hợp tác diễn xuất chung trong bộ phim Hương Vị Tình Thân, trong vai bà Sa thời trẻ và Thi thời bé. Những phân đoạn nhớ lại quá khứ cũng là tình tiết quan trọng khiến tâm lý của các nhân vật thay đổi. Thì đây là lần thứ hai được làm mẹ của Cherry An Nhiên. Tuy con chưa biết đọc chữ, thế nhưng mà khi mà ra hiện trường bắt đầu làm thoại với nhau thì em bé học rất là nhanh, không phải quay đi quay lại quá nhiều lần. Cherry An Nhiên thì mình thấy rằng là em bé rất là thông minh luôn, vì nhiều khi còn hay kể những cái câu chuyện cho Minh Thu nghe này, rồi liên hệ đến những cái câu thoại là con biết câu thoại này vì con nhớ, vì sao con có thể học được nhanh câu thoại đấy. Thì em bé rất là nhanh nhẹ, rất là năng động, cho nên là Minh Thu thấy rất là thích khi mà kết hợp với cả em bé Cherry An Nhiên. Ngoài đời, Minh Thu cũng là mẹ của một cậu bé xem tuổi Cherry An Nhiên. Thế nhưng khi đóng vai một người mẹ đơn thân, cô không cần phải diễn nhiều, lại làm việc với một cô bé có khả năng ứng biến tốt nên dường như không gặp điều gì khó khăn. Mong rằng thời gian tới Minh Thu và cả Cherry An Nhiên sẽ tiếp tục phủ sóng trên phim Giờ Vàng Đài Truyền Hình Việt Nam, mang đến những vai diễn thú vị, hấp dẫn.